Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 8 tháng 12 năm 2022 của kênh TV 24 giờ. Sau đây là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ukraine dự đoán chiến sự kết thúc vào năm tới. EU chuẩn bị trừng phạt ngành khai khoáng Nga. Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Trung Đông. Tổng thống Metro bị phế truất và bắt giữ. Sau đây là thông tin chi tiết. Ukraine dự đoán chiến sự kết thúc vào năm tới. Tổng thống Ukraine hôm 7 tháng 12 mong đợi thời bình cho đất nước của mình vào năm tới, trong khi người đồng cấp Nga Putin cảnh báo cuộc chiến có thể kéo dài. Tôi tin rằng người Ukraine cũng sẽ là những người có ảnh hưởng nhất vào năm tới, những người ở trong thời bình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong một video sau khi được vinh danh là người quyền lực nhất ở châu Âu xếp hạng bởi Politico hàng năm. Quân đội Ukraine, những người bảo vệ tất cả chúng ta trên chiến trường của họ là số một. Tôi xin cảm ơn tất cả những người bạn ở châu Âu đã giúp chúng tôi duy trì sự ổn định cũng như giúp hàng triệu người sống sót qua thời kỳ khủng khiếp này. Politico trích tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Tạp chí Time của Mỹ cũng vinh danh Tổng thống Zelensky và tinh thần Ukraine là nhân vật của năm Person of the Year 2022. Trong tuyên bố vinh danh nhân vật của năm 2022, Tổng biên tập tạp chí Times Edward Fencenthal cho rằng ông Zelensky đã truyền cảm hứng tới người dân Ukraine và nhận được sự tán dương vì lòng dũng cảm khi chống lại quân đội Nga. Những bình luận của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra cùng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận rằng quân đội nước này có thể phải chiến đấu lâu dài ở Ukraine. Đây là lần hiếm hoi nhà lãnh đạo Nga nói về khả năng cuộc chiến kéo dài sau khi đã trải qua hơn 9 tháng. Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Hội đồng Tổng thống về xã hội dân sự và nhân quyền Nga ngày 7 tháng 12, ông Putin cho biết thời gian tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt có thể sẽ là một quá trình dài, đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ tự vệ với tất cả phương tiện có sẵn. Ông chủ điện Kremlin cũng thừa nhận rằng nguy cơ cuộc chiến hạt nhân đang gia tăng, nhưng khẳng định Nga sẽ không đe dọa sử dụng loại khí tài này một cách bất cẩn. Chúng tôi không mất trí, chúng tôi nhận thức được khí tài hạt nhân là gì, Reuters trích lời ông Putin hôm 7 tháng 12. Chúng tôi có những phương tiện này ở dạng tiên tiến và hiện đại hơn bất kỳ quốc gia hạt nhân nào khác, nhưng chúng tôi không định chạy vòng quanh thế giới và quăng thứ khí tài này như những lưỡi dao, Tổng thống Putin nói thêm. Đề cập đến vấn đề quy động thêm quân bổ sung, nhà lãnh đạo Nga cho biết không có lý do gì để tiến hành vào thời điểm này. Theo ông Putin, khoảng 150.000 đến 300.000 lính dự bị triệu tập trong tháng 9 và 10 đã được đưa đến Ukraine trong 77.000 đơn vị chiến đấu. Khoảng 150.000 người còn lại vẫn ở trong trung tâm huấn luyện. Với điều kiện như vậy, việc nói về bất kỳ đợt quy động bổ sung nào cũng vẫn vô nghĩa, Tổng thống Putin nói. EU chuẩn bị trừng phạt ngành khai khoáng Nga. Trang The Financial Times dẫn nguồn tin tiết lộ Ủy ban châu Âu EC trong gói trừng phạt thứ 9 với Nga sẽ đề xuất ban hành lệnh cấm đầu tư vào ngành khai khoáng. Gói trừng phạt dự kiến được đưa ra thảo luận với các nước thành viên Liên minh châu Âu trong vài ngày nữa. Mục tiêu là đạt đồng thuận vào cuối tuần tới. Lệnh cấm đầu tư sẽ dành ngoại lệ cho một số sản phẩm nhất định. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết, trước khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, ngành khai khoáng sản xuất nhiều mặt hàng quan trọng như vàng, quặng sắt, uranium và phosphat dẫn đến 1/4 đầu tư nước ngoài vào Nga. Lệnh cấm đầu tư nếu được tất cả 27 thành viên EU thông qua thì sẽ đánh dấu lần đầu tiên khối nhắm mục tiêu lĩnh vực kim loại Nga, lĩnh vực mà lâu nay họ luôn tránh vì lo ngại tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng loạt công ty và nhà đầu tư toàn cầu như Glencore, BlackRock, Vanguard, UBS đang nắm giữ cổ phần trong nhiều đơn vị khai khoáng lớn của Nga. Ngoài lệnh cấm đầu tư ngành khai khoáng, gói trừng phạt thứ 9 còn có thể yêu cầu áp đặt biện pháp kiểm soát công nghệ dân sự mà EU tin rằng Nga sử dụng để hỗ trợ các nhà máy chế tạo khí tài, bổ sung ba ngân hàng Nga vào danh sách cấm giao dịch, trừng phạt 180 cá nhân khác, cấm 4 kênh truyền thông EU xác định giúp Nga tuyên truyền, cấm giao dịch với công ty nghiên cứu thị trường và tiếp thị của Nga. EC từ chối bình luận về thông tin The Financial Times đưa ra. Giám đốc điều hành Glencore nắm giữ cổ phần trong công ty năng lượng Nga EN+, Gary Natle cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và thực hiện hành động thích hợp nếu có trừng phạt có thể ảnh hưởng đến tài sản của họ. Ông xác nhận Glencore vẫn còn cổ phần trong EN+, nhưng là cổ đông bị động khi không có đại diện hội đồng quản trị. Do hoàn cảnh nên chúng tôi chẳng thể rút lại đầu tư. 8 gói trừng phạt trước của EU cùng hàng loạt trừng phạt
Anh, Mỹ và các đồng minh phương Tây khác áp đặt đã nhắm đến nhiều ngân hàng, doanh nghiệp quốc phòng, nhà sản xuất dầu khí lẫn quan chức tại Việt Nga. Phạm vi áp dụng lệnh cấm đầu tư ngành khai khoáng vẫn chưa được xác định cụ thể. Nga là nước cung cấp quan trọng một số kim loại như titan và palladium. Ở 8 gói trừng phạt trước, EU phải tiến hành vài điều chỉnh hoặc nhượng bộ nhỏ để tất cả 27 nước thành viên thông qua. Hungary, nước có quan hệ thân thiết với Nga, từ chối thực hiện một số trừng phạt, chẳng hạn như lệnh cấm nhập dầu qua đường ống. Mỹ không ủng hộ lệnh cấm nhập kim cương Nga. Trung Quốc tăng cường hiện diện ở Trung Đông. Chuyến thăm Ả Rập Xê Út của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông, dù là trên khía cạnh chính trị, kinh tế hay quân sự. Ngày 7 tháng 12, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Riyadh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Ả Rập Xê Út trong 2 ngày tới. Bên cạnh hội đàm với quốc vương Salman và Thái tử Mohammed bin Salman, ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập lần đầu tiên với sự tham dự của lãnh đạo 14 quốc gia. Đồng thời, Chủ tịch Trung Quốc cũng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh giữa nước này và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Ông Tập Cận Bình cũng sẽ gặp gỡ hơn 30 lãnh đạo các nước và doanh nghiệp trong 3 ngày tại Riyadh. Đặc biệt, phái đoàn Trung Quốc dự kiến ký hàng chục thỏa thuận với các nước Ả Rập, bao trùm các lĩnh vực năng lượng, an ninh và đầu tư. Không khó để thấy chuyến thăm của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm đặc biệt. Trong thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út nói riêng, khu vực Trung Đông nói chung đang có nhiều chuyển biến phức tạp. Dù nhà báo Salman Khashoggi năm 2018, quan điểm của chính quyền Tổng thống Joe Biden về nhân quyền và mới đây, việc Riyadh và tổ chức xuất khẩu dầu mỏ mở rộng OPEC+ từ chối yêu cầu tăng sản lượng dầu của Washington cho thấy những rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ và đồng minh trụ cột ở Trung Đông bên cạnh Israel. Tổng thống Peru bị phế truất và bắt giữ. Chính trị gia Dina Boluarte vừa trở thành nữ tổng thống Peru đầu tiên kết thúc ngày 7 tháng 12 đầy kịch tính của chính trường nước này. Bà Boluarte là tổng thống Peru thứ 6 chỉ trong vòng 5 năm qua. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra chỉ vài giờ sau khi 101 trên tổng số 130 nghị sĩ bỏ phiếu phế truất cựu lãnh đạo Pedro Castillo. Một ngày hỗn loạn bắt đầu khi Tổng thống Castillo thông báo kế hoạch giải tán quốc hội Peru, thành lập chính phủ khẩn cấp ngay trước thềm cuộc luận tội của giới nghị sĩ. Ông cũng kêu gọi tổ chức bầu cử quốc hội để xây dựng hiến pháp mới. Động thái trên nhận phải phản ứng gay gắt từ chính nội các và quan chức hàng đầu Peru. 4 bộ trưởng đã từ chức, các nước láng giềng cũng lên án Tổng thống Castillo. Lực lượng vũ trang Peru từ chối hỗ trợ nỗ lực của Tổng thống Castillo, xác định đó là hành vi vi hiến. Ngay sau khi bị phế truất, Tổng thống Castillo bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Lima. Thanh tra nghị viện Peru thông báo đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp, đề nghị khởi động quá trình truy tố cựu lãnh đạo vì âm mưu đảo chính. Chính phủ Tổng thống Castillo khá hỗn loạn với hàng chục bộ trưởng được bổ nhiệm, thay thế sa thải hoặc từ chức trong vòng chưa đầy một năm. Tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Patricia Benavides khởi kiện cựu lãnh đạo dựa trên 3 trong số 6 cuộc điều tra mà cơ quan bà đứng đầu tiến hành. Tổng thống Castillo đối mặt với hàng loạt điều tra về nghi vấn lợi dụng chức quyền mưu lợi cho bản thân, người nhà và đồng minh chính trị. Ông nhiều lần phủ nhận cáo buộc, chỉ trích tất cả đều là âm mưu hòng lật đổ mình của phe đối lập. Peru từ năm 2016 đến nay chìm trong khủng hoảng chính trị, quốc hội và tổng thống cố bãi nhiệm lẫn nhau. Tổng thống Martin Vizcarra từng giải tán quốc hội Peru vào năm 2019 và yêu cầu tổ chức bầu cử, nhưng quốc hội mới lại bãi nhiệm ông vào năm 2020. Tổng thống Manuel Merino sau đó nắm quyền chưa đến một năm. Tổng thống kế nhiệm Francisco Sagasti nắm quyền được 9 tháng trước khi ông Castillo tiếp quản. Trong khuôn khổ các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng không quân Philippines với lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản tại căn cứ không quân Clark ở tỉnh Pampanga của Philippines, ngày 6 tháng 12, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã điều 2 máy bay chiến đấu tới Philippines. 2 máy bay chiến đấu F-15 đã đến căn cứ không quân Clark trên đảo Luzon vào ngày 6 tháng 12 sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân ở Tây Nam Nhật Bản. Các máy bay đã bay trong khoảng 4 giờ và được tiếp nhiên liệu trên không. Sĩ quan chỉ huy phi đội lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản, Trung tá Sotaro cho biết, các máy bay chiến đấu của Nhật Bản xuất hiện trên bầu trời Philippines đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử trao đổi quốc phòng giữa hai nước. Trong khi đó, chỉ huy lực lượng không quân Philippines, Đại tá Leon Phong Tanila cho biết, lực lượng không quân Philippines sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản để thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ đối tác, củng cố lực lượng không quân của cả hai nước, từ đó góp phần duy trì hiệu quả hòa bình và ổn định trong khu vực.
Khóa huấn luyện chung về phòng không tổng hợp giữa Nhật Bản và Philippines đã bắt đầu từ ngày 27 tháng 11 và kéo dài tới ngày 11 tháng 12. Thông qua cuộc tập trận chung, hai bên có thể trao đổi các kiến thức chuyên môn về các phương pháp, chiến thuật và kỹ thuật tốt nhất liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời củng cố, tăng cường quan hệ song phương giữa lực lượng không quân của hai nước. Thưa quý vị, mới đây trước thông tin phim tài liệu của vợ chồng hoàng tử Harry và công nương Meghan sẽ ra mắt trên Netflix vào ngày 7 tháng 12, người dân London đã có nhiều phản ứng trái chiều khi được hỏi về sự mong chờ vào loạt phim này. Đoạn trailer đầu tiên từ bộ phim tài liệu rất được chờ đợi Hear It From Us công bố trước thời điểm dự kiến phát hành vào tuần tới, xuất hiện đúng lúc hoàng gia Anh đang vật lộn với nhiều vấn đề. Kể từ khi hoàng tử Harry đã đưa tin rộng rãi rằng ba tập đầu tiên của loạt phim sẽ ra mắt vào ngày 8 tháng 12 tới. Người dân London đã có nhiều đồn đoán về những gì cặp đôi công tước và nữ công tước xứ Sussex sẽ nói về các thành viên hoàng gia khác. Netflix cho biết loạt phim sẽ chia sẻ khía cạnh khác trong câu chuyện tình yêu nổi tiếng của họ và khám phá những thách thức khiến họ cảm thấy buộc phải rút lui khỏi vai trò của mình đối với hoàng gia Anh. Tôi không nghĩ mình sẽ xem loạt phim của họ. Tôi cảm thấy rùng mình khi nghĩ về điều đó. Khi họ kết hôn, tôi đã rất xúc động. Tôi đã cảm thấy như đó là câu chuyện cổ tích mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi chỉ mong mối quan hệ của hai anh em họ sẽ có thể trở lại như xưa, ít nhất là vì gia đình. Bạn sẽ không xem bộ phim ư? Không, tôi cảm thấy rất xấu hổ ngay cả khi mới chỉ nhìn vào tấm ảnh trên poster phim. Tôi có cảm giác như mọi thứ được dàn dựng khá nhiều. Chắc chắn rằng trong mỗi gia đình đều tồn tại những vấn đề riêng, nhưng những gì bạn nên làm là im lặng và ngồi xuống nói chuyện với nhau, chứ không phải phát sóng nó với thế giới. Tôi thấy thật lạ khi gia đình họ lại lựa chọn cách nói chuyện với nhau qua truyền thông. Tôi đoán đây cũng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra. Liệu họ có nhiều nỗi bất bình đến vậy không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi đã hy vọng rằng họ có thể giải quyết tất cả những khúc mắc này sau cánh cửa đóng kín. Nếu họ là những người không muốn xuất hiện trên phương tiện truyền thông như họ luôn khẳng định, thì hiện giờ họ đang làm điều ngược lại khi thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Việc bộ phim ra mắt vào thời điểm này thật sự rất nhạy cảm khi nữ hoàng vừa qua đời cách đây không lâu. Vì vậy, họ nên có sự tôn trọng hơn. Tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ có thể họ sẽ tiết lộ nhiều điều gây sốc. Nhưng tôi đoán gia đình hoàng gia sẽ xử lý những khủng hoảng đó như họ vẫn luôn làm. Vậy bạn có ý định xem không? Vâng, chắc chắn rồi. Tôi đoán mọi người đều muốn biết những bí mật ẩn giấu bên trong gia đình hoàng gia. Nên tôi khá mong chờ bộ phim này. Vào ngày 7 tháng 12, giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 1.000 tên lửa và các loại đạn pháo vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đường dây truyền tải điện Ukraine, trong đó có nhiều trạm biến áp. Tuy nhiên, mạng lưới điện của nước này vẫn đang hoạt động. Phát biểu tại cuộc họp giữa các quan chức Ukraine với Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, ông Volodymyr Gerdinsky, giám đốc điều hành công ty điện lực nhà nước Ukraine, Ukrgo, cho biết những cuộc tấn công này là đòn giáng mạnh nhất vào lưới điện mà nhân loại từng chứng kiến. Theo ông Gerdinsky, hiện các nhà chức trách Ukraine đang tìm kiếm các nguồn thiết bị cần thiết trên khắp thế giới để sửa chữa lưới điện sau các trận tập kích của Nga. Giám đốc Ukrgo cũng đã cho biết, 8 đợt không kích gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine đã gây hư hại nặng nề cho hệ thống năng lượng, dẫn đến những đợt cắt điện khẩn cấp và luân phiên trên khắp đất nước. Ukraine đang thiếu trầm trọng năng lượng sản xuất điện, dù nhu cầu tiêu dùng đã giảm từ 25 đến 30% so với trước chiến sự. Tuy nhiên, ông Gerdinsky cho biết, hệ thống điện của Ukraine vẫn đang hoạt động bình thường mà không bị phá hỏng hay ngắt kết nối. Tối cùng ngày, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết Ukraine không thể phục hồi 100% hệ thống năng lượng như trước và cần có thời gian để khắc phục. Đó là lý do vẫn có những đợt cắt điện luân phiên diễn ra hầu hết các thành phố và quận huyện ở trên khắp Ukraine. Ngày 7 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được tạp chí Time lựa chọn là nhân vật của năm nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo của nhà lãnh đạo này trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Khi công bố nhân vật của năm, Tổng biên tập của tạp chí Times gọi quyết định của ông Zelensky ở lại Kiev và tập hợp đất nước trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra là định mệnh. Khi cuộc xung đột nổ ra, các nước phương Tây và các chuyên gia quân sự nhận định lực lượng Nga sẽ nhanh chóng chiếm được thủ đô Kiev, đẩy lùi chính quyền Tổng thống Zelensky.
Tuy vậy, ông Zelensky đã kiên quyết không rời đi mà ở lại đất nước để tập hợp sự ủng hộ. Cho đến gần đây, Ukraine đã thực hiện chiến dịch phản công, giành lại một số vùng lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát trước đó. Từ những bài phát biểu hàng đêm tới các bài phát biểu trực tuyến trước các cơ quan như Quốc hội các nước, Ngân hàng Thế giới và lễ trao giải thưởng Grammy, ông luôn xuất hiện trong hình ảnh mặc chiếc áo phông màu xanh rêu. Danh hiệu nhân vật của năm 2022 cũng được trao cho tinh thần của Ukraine. Tinh thần này được thể hiện thông qua những cá nhân trong và ngoài Ukraine, từ những người lính và y bác sĩ trên chiến trường, tới những nhà báo đưa tin về cuộc xung đột đã kéo dài hơn 9 tháng qua. Nhân vật của năm là cuộc bình chọn The Times tổ chức hàng năm từ năm 1927 nhằm vinh danh những người có tác động lớn tới tình hình xã hội, bao gồm các nhà lãnh đạo trên thế giới, nhà hoạt động hay nhân vật nổi tiếng.